tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nhân dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực huy động máy móc tiến hành thu hoạch lúa vụ xuân với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Vụ xuân năm nay, ông Trịnh Văn Phi ở xóm Khấu Bảo, xã Bảo Cường đã theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông xã lựa chọn giống phù hợp để trồng vụ này. Theo đó, ông đã trồng hơn 6 sào lúa với giống lúa Khang Dân và Z02. Cùng với đó, ông đã chủ động tưới tiêu và chăm bón cho lúa. Do vậy, vụ này, năng suất lúa của gia đình ông Phi khá cao. Ở vụ này là bọn tôi là cái giống là một là Z02 và là Kháng Dân. Thì so với năm nay thì anh Kháng Dân là tỷ lệ đạt và hợp thời tiết đạt tỷ lệ là cao. Thóc ví dụ là sản lượng nhìn thóc sáng sủa lắm mà chắc. Vậy có thể như năm nay đạt các tính ví dụ là tính trên sào ấy thì phải vượt 2 tạ sào. Đấy như năm nay. Còn dự tính vụ mùa thì bọn tôi đang tính lại cũng để trồng cây gắn ngày để có thể là trồng thêm vụ đông xuân. Vụ xuân năm 2024, toàn huyện gieo cấy 4.000 hectare lúa, cơ cấu giống lúa khuyến khích đưa vào sản xuất như L8H, Z02, Z01, Đài Thơm 8, Thiên Điêu 8, Hương Thuần 8, Hương Thơm số 7. Song song với đó, chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã chuẩn bị và cung ứng đầy đủ số lượng các loại giống, phân bón theo nhu cầu của nhân dân để phục vụ sản xuất vụ xuân. Thời điểm này, thời tiết mưa nhiều, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, thu hoạch lúa xuân, tránh thời tiết mưa bão gây thiệt hại về năng suất. Vào thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm lúa xuân bắt đầu chín rộ, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, huy động toàn bộ nhân lực, máy móc khẩn trương thực hiện thu hoạch lúa, chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đôn đốc bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch theo quan điểm là lúa chín đến đâu thì thu hoạch đến đó. Đến nay thì diện tích lúa toàn huyện đã thu hoạch được đạt tỷ lệ trên 60%. Ngay sau khi thu hoạch xong thì cũng đề nghị bà con nhân dân khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Bắt đầu từ khâu làm đất, rồi là chuẩn bị phân bón, rồi công tác phòng chống dịch bệnh, thủy lợi. Và đặc biệt là lưu ý lựa chọn những cái đơn vị cung ứng giống, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với việc tập trung thu hoạch lúa xuân, các địa phương trong huyện cũng đôn đốc người dân ngay sau thu hoạch tiến hành làm đất chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón để sản xuất vụ mùa.